Anh chị và các bạn thân mến, series tư vấn và hoạch định tài chính của AZFIN tuần này sẽ được thay thế bằng một chủ đề bàn luận được xem là khá trừu tượng và phổ quát. Nguyên nhân chúng tôi lựa chọn thay đổi chủ đề cho tuần này là do mới đây trong group tài chính thông minh của AZFIN có một bạn trẻ lên chia sẻ đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống vì chán nản trong công việc và cảm thấy chưa ổn định ở độ tuổi 22. Câu chuyện của bạn trẻ này khiến chúng tôi muốn chia sẻ về một triết lý sống hạnh phúc bắt nguồn từ người Nhật Bản nhưng lại được biết đến rộng rãi với mô hình được Tây hóa. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá sự thật về triết lý sống Ikigai của người Nhật và trả lời câu hỏi bạn tồn tại vì điều gì. Hy vọng với chủ đề này có thể giúp các bạn đang trong sự bế tắc có thể tìm thấy hướng đi cho bản thân mình. Trong quá trình phát triển, con người luôn muốn cải tiến chất lượng cuộc sống nói chung và trong công việc nói riêng. Như từ thuở hồng hoang, từ hái lượm, con người đã sáng tạo ra công cụ dụng cụ để săn bắt, học canh tác, tự trồng trọt để ít phụ thuộc vào thiên nhiên hơn. Với quy luật như vậy, trải qua hàng ngàn năm lịch sử loài người, những thế hệ sau được thừa hưởng và tiếp nối những kinh nghiệm và thành tựu của thế hệ trước để lại để nâng cao chất lượng cuộc sống và tiếp tục cải thiện cuộc sống hơn nữa. Người Nhật Bản cũng có một bí quyết sống lâu và hạnh phúc đã tồn tại hàng nghìn năm, có tên là Ikigai. Lối sống Ikigai đặc biệt nổi bật ở vùng Okinawa, nơi được ví là thiên đường biển đảo phía nam của Nhật Bản. Vùng đất này còn được mệnh danh là vùng đất của những người bất tử, bởi nó có tỷ lệ tuổi thọ cao nhất và tỷ lệ người sống trăm tuổi cao nhất trên thế giới. Nếu nói đến triết lý sống hạnh phúc của người Nhật Bản, chắc hẳn nhiều người có thể nói ngay ra đó là Ikigai với một biểu đồ ven 4 yếu tố như trên hình đây. Mô hình này được hàng triệu người trên thế giới biết đến và tin rằng đó là triết lý sống nổi tiếng của những người sống thọ hơn 100 tuổi trên hòn đảo Okinawa. Khái niệm Ikigai được sinh ra từ thời Heian từ năm 794 đến năm 1185 sau Công Nguyên. Ikigai là một từ bao gồm hai phần là Iki và Gai. Iki đến từ động từ Ikiru, mang nghĩa là sống, liên quan tới đời sống hàng ngày. Còn Gai có nghĩa là giá trị và bắt nguồn từ từ Kai là cái vỏ sò trong tiếng Nhật. Trong cái thời Heian thì vỏ sò từng là một cái vật vô cùng có giá. Chúng được tô vẽ lên và sử dụng trong trò chơi Kawase là tìm vỏ sò. Trò chơi này được phổ biến trong giới quý tộc Nhật Bản, do đó nó có liên hệ với giá trị của từ này. Gai là một hậu tố thường được sử dụng trong các động từ khác, chẳng hạn như là Zarigai là giá trị của việc làm, Hatarakigai là giá trị của làm việc, Asobigai là giá trị của việc chơi, hay là Shinigai là giá trị của việc chết đi. Gai liên quan đến giá trị từ việc làm, vậy nên định nghĩa ngắn gọn của Ikigai có thể là giá trị của một người tìm thấy trong cuộc sống thường nhật. Đối với người Nhật Bản, Ikigai là một từ thông dụng trong trò chuyện, không có sự cường điệu hay huyền náo như khi phương Tây nhắc đến nó. Tuy khái niệm Ikigai là quan trọng, nhưng bản thân từ này không phải là thứ mà người Nhật Bản sẽ dành sự chú ý đặc biệt trong khi nói chuyện đến. Nguồn gốc của Ikigai là như vậy, nhưng thực tế biểu đồ Ikigai phổ biến mà chúng ta biết đến ngày nay được ra đời bởi một doanh nhân phương Tây tên là Mark Twain, một người đã xem một bài trình bày về Ikigai trên TED Talk của nhà báo nổi tiếng Mỹ Dan Buehner. Sau đó, anh ta kết hợp giữa biểu đồ mục đích của nhà nghiên cứu chiêm tinh tâm lý Tây Ban Nha với triết lý Ikigai để cho ra đời biểu đồ ven Ikigai phổ biến ngày nay. Trong một cuộc phỏng vấn thì vị doanh nhân này có tiết lộ, đó là vào năm 2014, tôi đã viết một bài đăng về chủ đề Ikigai. Trong bài đó thì tôi đã kết hợp hai khái niệm để tạo ra một thứ mới. Về cơ bản thì tôi đã hợp nhất một biểu đồ ven về mục đích với khái niệm Ikigai của Dan Buehner có liên quan đến việc sống đến hơn 100 tuổi. Toàn bộ việc tôi cố gắng làm là thay đổi một từ ngữ trên một biểu đồ và chia sẻ một mô hình mới đến với thế giới. Trên thực tế thì cũng có rất nhiều ý kiến xoay quanh tính đúng đắn của biểu đồ Ikigai mà tác giả Mark Twain đưa ra, rằng không cần phải có đầy đủ cả 4 yếu tố thì mới có được một cuộc sống hạnh phúc. Noriyuki Nakashi, người có bằng tiến sĩ y tế công cộng từ Đại học Osaka đã chia sẻ, Ikigai mang tính cá nhân, nó phản chiếu nội tâm của một cá nhân và thể hiện nội tâm đó ra một cách trung thực.
Đối với người Nhật, từ Ikigai thường được sử dụng để chỉ nguồn gốc của giá trị trong cuộc sống hay những thứ làm cho cuộc sống đáng sống. Theo như nhà thần kinh học, đồng thời là một tác giả người Nhật là Ken Mogi, thì Ikigai là một phổ, bao gồm có tất cả những thứ mà chúng ta trân trọng, từ những niềm vui nhỏ nhỏ trong cuộc sống cho đến việc theo đuổi mục tiêu có tính định nghĩa cuộc đời. Nếu bạn đang tìm kiếm khung để thực hành thì bạn có thể dùng khung 5 trụ cột của Ken Mogi từ cuốn sách của ông là The Little Book of Ikigai. 5 trụ cột Ikigai mà ông đưa ra bao gồm trụ cột thứ nhất đó là bắt đầu từ việc nhỏ, trụ cột thứ hai đó là hãy giải phóng bản thân, trụ cột thứ ba đó là tính hài hòa và bền vững, trụ cột thứ tư đó là niềm vui từ những điều nhỏ bé, và trụ cột thứ năm đó là hãy ở tại đây và ngay lúc này. Trong cuốn sách của mình thì ông Ken có nói rằng 5 trụ cột có thể được sử dụng làm nền tảng tạo điều kiện cho Ikigai của bạn phát triển. Ken cũng nói rằng một là việc hướng vào đứa trẻ bên trong con người mình, hai, sự chủ động là quan trọng nhất, và ba, đó là việc chấp nhận bản thân sẽ giúp chúng ta tìm ra Ikigai của mình. Lấy cảm hứng từ khuôn khổ 5 trụ cột của Ken Mogi và các nghiên cứu khác từ các cuộc phỏng vấn với một số giảng viên Đại học Nhật Bản, tác giả Nicholas Kem đã tạo ra một biểu đồ Venn thể hiện ý nghĩa của Ikigai đối với người Nhật như sau. Trong cách thể hiện này, cuộc sống thường nhật của bạn sẽ nằm ở trung tâm. Các vòng tròn chồng chéo đại diện cho các khía cạnh của cuộc sống của bạn ở đó mà bạn có thể tìm thấy Ikigai. Cần chú ý rằng người Nhật tìm thấy Ikigai trong nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, từ những nghi thức nhỏ hàng ngày cho đến việc theo đuổi những mục tiêu ý nghĩa trong cuộc đời. Điều này cho thấy rằng Ikigai không phải là một nơi tối ưu để làm điều bạn yêu thích, bạn giỏi, thế giới cần và bạn có thể trả tiền nhờ nó. Thay vào đó, nó là một phủ rộng lớn hơn mà bạn có thể tìm thấy Ikigai từ những điều nhỏ bé, từ thực hành sở thích, trong các vai trò và các mối quan hệ của bạn, và đơn giản là bằng việc sống với giá trị của bản thân bạn. Chúng ta có thể thấy rằng Ikigai là một thứ gì đó có thể đạt được một cách dễ dàng, chứ không phải là một mục tiêu đơn lẻ to tát mà ta phải mất hàng năm trời để đạt được như là trong phiên bản Tây hóa. Với bản thân tôi, trước khi biết đến sự thật về Ikigai thì bản thân tôi cũng đã trải nghiệm và cảm thấy mô hình mà doanh nhân Mark Green đưa ra cũng khiến mình tin tưởng vào con đường sự nghiệp mà mình đã chọn. Và tôi còn nhận ra một điều, đó là với 4 yếu tố của biểu đồ Ikigai Tây hóa này, trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, bạn sẽ cần tập trung để phát triển một vài khía cạnh mạnh hơn và hy sinh một vài khía cạnh khác. Ví dụ khi bạn còn trẻ, nếu nguồn lực tài chính của bạn chưa đủ vững, hãy ưu tiên công việc mà xã hội cần và trả cho bạn thu nhập cao. Khi bạn đã có nguồn lực tài chính đủ vững mạnh, bạn có thể lựa chọn việc phát triển việc mình yêu thích mà không quan trọng đến khía cạnh nhu cầu của xã hội đối với việc đó như thế nào. Tất nhiên, nếu công việc bạn làm đạt được cả 4 yếu tố thì đó là một điều lý tưởng. Nhưng suy cho cùng, đó cũng không phải là thước đo chuẩn mực cho hạnh phúc trong công việc hay cuộc sống của một người. Và mình càng hoàn thiện tư duy về vấn đề này hơn khi biết được triết lý gốc của người Nhật Bản, đó là được trải nghiệm niềm vui trong từng hoạt động thường ngày. Thì dù đó không phải là công việc bạn yêu thích ban đầu, thì bạn cũng có thể trải nghiệm được niềm vui, hạnh phúc trong công việc mình làm thường ngày. Và bạn có thể tìm hoặc trải nghiệm Ikigai của mình từ việc xây dựng các mối quan hệ hài hòa phù hợp với các giá trị của bạn. Thứ hai đó là việc tìm đến một trạng thái dòng chảy, hay còn được biết đến với từ tiếng Anh đó là flow state. Đó là trong các sở thích, trong mối quan tâm hoặc công việc, bằng cách thể hiện con người sáng tạo của bạn. Thứ ba đó là hãy bày tỏ lòng biết ơn và sự giúp đỡ với người khác thông qua các vai trò khác nhau trong cuộc sống mà bạn tham gia. Và cuối cùng là hãy chú tâm trong khi thực hiện các công việc hàng ngày và trân trọng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã đi cùng tôi đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúc bạn có một buổi tối cuối tuần ấm áp và an lành.